Chuyến thăm lịch sử của bà Pelosi tới Đài Loan đã kết thúc hai ngày trước, nhưng có vẻ Bắc Kinh vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ. Không chỉ tập trận rầm rộ quanh Đài Loan, ngày 5 tháng 8, Trung Quốc còn điều kỷ lục 68 máy bay quân sự tiến vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, trong đó 49 chiến đấu cơ vượt đường trung tuyến. Liệu Đài Loan có e sợ trước hành động diễu võ dương ngoài này của Trung Quốc? Không chỉ trả đũa Đài Loan, Trung Quốc còn thông báo ngừng đối thoại quân sự cấp cao với Mỹ, cũng như đình chỉ các hợp tác khác, khiến căng thẳng giữa hai siêu cường thế giới không ngừng leo thang. Nóng không kém khu vực châu Á-Thái Bình Dương là chiến sự Nga-Ukraine ở châu Âu. Khi ít ngày 5 tháng 8, tố Nga pháo kích qua đường dây điện tại nhà máy điện hạt nhân, sau khi Moscow tuyên bố điều ngược lại. Vậy sự thật ra sao? Đáng chú ý, truyền thông Nga gần đây đưa tin, Putin đang cân nhắc nhờ Kim Jong-un giúp đỡ Cụ thể, Nga sẽ dùng lương thực để đổi lấy binh lính Triều Tiên tham chiến ở Ukraine. Điều này dường như củng cố thêm suy đoán của giới chuyên gia rằng Moscow đang thiệt hại nặng nề về cả binh lính và khí tài. Một số tin tức đáng chú ý khác Quân chức Kherson do Nga bổ nhiệm đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ nói có thể bị đầu độc. Mỹ cảnh báo hậu quả nếu châu Phi mua dầu Nga. Kherson, chiến trường thay đổi cục diện xung đột Ukraine tất cả sẽ được cập nhật đến quý vị ngay sau đây. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi mục tin nóng ngày 6 tháng 8, được phát sóng trên các nền tảng của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 5 tháng 8 ghi nhận kỷ lục 68 máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, ADIZ. Trong đó, 49 chiến đấu cơ Trung Quốc băng qua đường trung tuyến. Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo lúc 5 giờ chiều, 68 máy bay quân sự của Trung Quốc và 13 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã xâm phạm ADIZ và vùng biển của Đài Loan. Đài Loan cho biết các lực lượng vũ trang đã sử dụng các phương pháp tình báo, giám sát và trinh sát để nắm được các động thái trên biển và trên không. Bộ Quốc phòng Đài Loan lên án quân đội Trung Quốc cố tình vượt qua đường trung tuyến của eo biển và xâm phạm vùng biển và không phận xung quanh Đài Loan. Bộ Quốc phòng cho biết các lực lượng vũ trang sẽ hành động kiên quyết để bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm rằng dân chủ và tự do không bị đe dọa. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 8, Trung Quốc thông báo sắp ngừng hợp tác với Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực, bao gồm đối thoại giữa các chỉ huy quân sự cấp cao và các cuộc đàm phán về khí hậu để trả đũa cho chuyến đi Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho hay, nước này sắp ngừng hợp tác với Washington trong việc ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới và buôn bán ma túy, ngừng ngồi hương di dân bất hợp pháp. Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau khi bà Pelosi rời Nhật Bản trong chặng cuối cùng của chuyến công du châu Á, Trung Quốc cũng đã hủy một cuộc họp song phương đã được lên kế hoạch về cơ chế an ninh quân sự trên biển. Quan chức Kherson do Nga bổ nhiệm đang trong tình trạng nguy kịch bác sĩ nói có thể bị đầu độc. Thưa quý vị, ông Volodymyr Sado, người đại diện Kremlin bổ nhiệm lãnh đạo vùng Kherson, đã phải nhập viện trong bối cảnh Ukraine đang phản công nhằm lấy lại thành phố chiến lược này. Sando hôm thứ Năm ngày 4 tháng 8, tuyên bố rằng ông đã phải nhập viện và đang giao quyền của mình cho Sergei Slesev, một cựu quan chức của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB. Trong một tuyên bố trên kênh Telegram của mình, Sando nói rằng sau cuộc họp với chính quyền do Điện Kremlin cài đặt ở vùng Kherson, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tiếp cận ông và sau khi nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài đã yêu cầu ông kiểm tra y tế ngay lập tức. Trong Pravda ngày 5 tháng 8 cho biết, Sando đã phải nhập viện ở Crimea, ông hiện đang trong tình trạng hôn mê. Truyền thông đưa tin, Sado sẽ được đưa từ Crimea đến một bệnh viện ở Moscow bằng máy bay thuê nguyên do sức khỏe của ông ta ngày càng xấu đi. Hiện Sado đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ của ông ấy nghi ngờ rằng ông có thể bị đầu độc. Ngoài ra, ông có thể đã bị đột quỵ. Ông Shadow, người từng là thị trưởng Kherson từ năm 2002 đến năm 2012, đã công khai lên tiếng ủng hộ cuộc chiến chống Ukraine của Tổng thống Putin. Vào tháng 3, chỉ vài tuần sau khi chiến tranh bắt đầu, Shadow tuyên bố rằng Kherson là của Ukraine. Nhưng một tháng sau, ông được Nga bổ nhiệm là người đứng đầu chính quyền khu vực do Nga kiểm soát. Vào tháng 7, các quan chức thân Nga ở Kherson tuyên bố họ đã ngăn chặn một nỗ lực tấn công ông Sado. Hãng thông tấn nhà nước Nga IA University dẫn lời các quan chức nói rằng, một quả bom đã được cài trên con đường mà Sado đang đi, nhưng nó đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Các quan chức cho biết vào thời điểm đó, ông Sado có sức khỏe tốt và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Tin tức về tình trạng sức khỏe kém của ông Sado được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đã tiến hành phản công lớn nhằm giành lại Kherson. Thưa quý vị, Reuters ngày 5 tháng 8 đưa tin rằng, Công ty điện hạt nhân nhà nước Energoatom của Ukraine cho biết một đường dây điện cao thế tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bị Nga pháo kích. Tuy nhiên nhà máy vẫn hoạt động và không có phụ phóng xạ nào được phát hiện. Nhà máy này hiện nằm trong lãnh thổ do phía Nga kiểm soát. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi chính quyền thân Nga tại thành phố Enehoda tuyên bố các đường dây điện tại nhà máy này đã bị hư hại do một cuộc tấn công của Ukraine. CNN ngày 5 tháng 8 đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh cáo buộc rằng các lực lượng Nga đang sử dụng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine để bắn vào các vị trí quân sự ở bên kia sông Dnipro. Mỹ cảnh báo hậu quả nếu châu Phi mua dầu Nga Thưa quý vị, Reuters ngày 5 tháng 8 đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield nói các nước châu Phi được mua ngũ cốc Nga xong có thể đối mặt hậu quả nếu nhập các mặt hàng bị Mỹ trừng phạt như dầu mỏ, Bà Thomas nói trong cuộc gặp với Tổng thống Uganda Yoweri Museveni ở thủ đô Kampala. Các quốc gia châu Phi có thể mua sản phẩm nông nghiệp từ Nga, trong đó có phân bón và lúa mì. Tuy nhiên, nếu giao dịch các mặt hàng bị trừng phạt của Nga, họ đang vi phạm lệnh cấm vận. Bà Thomas cảnh báo các nước châu Phi không vi phạm lệnh trừng phạt phương Tây áp đặt với Nga và nhập các sản phẩm như dầu mỏ, bởi họ có thể đối mặt với nguy cơ hứng chịu các biện pháp đáp trả từ Mỹ và đồng minh. Trong cuộc gặp đại sứ Mỹ cũng nhấn mạnh các lệnh trừng phạt Washington áp lên Moscow, không phải nguyên nhân làm tăng giá lương thực ở châu Phi và các nơi khác. Đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường các mối quan hệ đối tác hiện có ở châu lục này. Uganda là điểm dừng chân đầu tiên của Bartholomew Greenfield trong chuyến công du châu Phi. Đây là một trong 25 quốc gia châu Phi đã bỏ phiếu trắng trong nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc lên án cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Thưa quý vị, Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Putin đang cân nhắc đề nghị nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giúp đỡ trong cuộc xâm lược Ukraine. Nga sẵn sàng cung cấp năng lượng và ngũ cốc để đổi lại 100.000 binh sĩ. Hãng thông tấn Rinum đưa tin, Triều Tiên đã nói rõ thông qua các kênh ngoại giao rằng họ sẵn sàng cung cấp một lực lượng chiến đấu khổng lồ cũng như các nhà xây dựng để khắc phục hậu quả chiến tranh, cố gắng tạo thế cân bằng có lợi cho Moscow. Hãng thông tấn ủng hộ Điện Kremlin cho biết, Triều Tiên đã sẵn sàng chuyển 100.000 binh sĩ của mình tại Donbass. Bình Nhưỡng sẽ có thể điều các đơn vị chiến thuật của mình đến khu vực này. Đổi lại, Nga sẽ cung cấp ngũ cốc và năng lượng cho Triều Tiên. Một chuyên gia quốc phòng hàng đầu ở Moscow, ông Igor Khrushchenko, nói với kênh truyền hình nhà nước Nga rằng chúng ta không nên ngại ngùng khi chấp nhận sự giúp đỡ của Kim Jong-un. Ông nói thêm, nếu các tình nguyện viên Triều Tiên với hệ thống pháo binh của họ có nhiều kinh nghiệm về chiến tranh đối kháng và hệ thống tên lửa được sản xuất tại Triều Tiên, muốn tham gia các cuộc xung đột thì chúng ta hãy bật đèn xanh cho đội quân tình nguyện của họ. Putin tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Triều Tiên là một trong năm quốc gia bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án cuộc xâm lược. Triều Tiên là quốc gia thứ ba công nhận nền độc lập của hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine. Ukraine đã phản ứng bằng cách cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Yêu sách đối với Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Nga đang giáo diết tìm cách tăng cường lực lượng tiền tuyến bằng cách tuyển dụng tù nhân để đổi lấy việc miễn tù cho họ. Quốc hội Nga hồi tháng 5 thông qua dự luật bỏ giới hạn tuổi với người nhập ngũ để trở thành quân nhân chuyên nghiệp trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine có thể kéo dài. Thưa quý vị, Nga và Ukraine đang tập trung lực lượng ở Kherson, chuẩn bị cho một cuộc giao tranh cam go mà cả hai bên đều có lý do để không thể thất bại những quả rocket dẫn đường chính xác từ pháo phản lực HIMARS của Ukraine. Bắn trúng cây cầu Antonivsky bắc qua sông Dnipro ở Kherson tuần trước, có thể đánh dấu khởi đầu của một giai đoạn mới trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 5 tháng giữa Moscow và Kyiv. Thành phố Kherson là tỉnh lị duy nhất mà lực lượng Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine, và cây cầu Antonivsky là tuyến đường quan trọng để tiếp tế cho các lực lượng đóng quân ở đó. Theo đánh giá của Ukraine và phương Tây, Cầu Antonivsky hiện không thể sử dụng được cho phương tiện quân sự, trong khi những cây cầu khác bắc qua sông Dnipro cũng đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng anh nhận định các cuộc tập kích của Ukraine thời gian qua đã khiến cho tập đoàn quân số 49 của Nga đóng quân ở phía tây sông Dnipro trở nên rất dễ bị tổn thương và thành phố Kherson gần như bị cô lập khỏi các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở khu vực. Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ phản công giành lại Kherson, chưa rõ bao giờ chiến dịch này sẽ được tiến hành sau nhiều chuyên gia nhận định nó sẽ sớm diễn ra và có thể là trong vài tuần nữa. Jeffrey Esmond, chuyên gia về quân đội Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ cho hay, khi vô hiệu hóa được một điểm tập kết hậu cần, cây cầu hay cứ điểm nào đó của đối phương, bạn phải tận dụng lợi thế đó trong một khoảng thời gian nhất định. Theo giới quan sát, chiến dịch tái chiếm Kherson sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc xung đột. Đây là một ván cược lớn với Ukraine bởi nếu tái chiếm thành công Kherson, họ sẽ giành lại quyền kiểm soát một khu vực quan trọng về kinh tế. Ngăn Nga giành được chiến thắng có ý nghĩa về mặt chính trị, đồng thời làm suy yếu tinh thần chiến đấu của các binh sĩ Nga, đặc biệt là ở chiến trường miền Đông. Nếu để thua, Ukraine sẽ lãng phí số vũ khí quý giá mà châu Âu cung cấp và cả nhân lực. Sau thất bại này, không rõ liệu họ sẽ còn cơ hội phản công nào khác hay không. Các lực lượng của chúng tôi đang từng bước tiến vào khu vực Tổng thống Zelensky tuần qua nói, đề cập đến Kherson. Những bước đi tiếp theo của họ sẽ định đoạt tương lai của xung đột này. Vì sao Kherson quan trọng? Thành phố Kherson nằm bên bờ sông Dnipro, một trong những con sông dài nhất châu Âu. Trước khi chiến tranh bùng phát, thành phố có gần 300.000 dân, gồm cả những người nói tiếng Ukraine và tiếng Nga. Không giống như Mariupol hay Severodonetsk, Thành phố Kherson nhanh chóng thất thủ chỉ vài ngày sau khi lực lượng Nga áp sát từ bán đảo Crimea. Nga từ đó bắt đầu tăng cường kiểm soát Kherson, nhanh chóng thiết lập hệ thống chính trị, xây dựng một chính quyền mới cho thành phố và khu vực xung quanh, cắt tín hiệu truyền hình và Internet của Ukraine, đồng thời cấm sử dụng tiền tệ của Ukraine. Tất cả các dấu hiệu cho thấy, Nga dường như muốn sáp nhập khu vực này vào lãnh thổ như đã làm với Crimea vào năm 2014. Chính phủ Mỹ cảnh báo Moscow có khả năng tổ chức trưng cầu dân ý ở Kherson sớm nhất vào mùa thu năm nay. Bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào ở Kherson nhiều khả năng cũng sẽ bị người Ukraine và cộng đồng quốc tế bác bỏ, giống như ở Crimea. Nhưng nó có thể khiến tổng thống Nga Putin có thêm lý do để tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến này. Mặt khác, dưới quan sát nhận định mất Kherson sẽ là một thảm họa về mặt chiến lược và biểu tượng đối với Nga. Những thất bại của Nga trong giai đoạn đầu cuộc xâm lược xung quanh Kyiv và Kharkiv phần nào đã khiến tinh thần quân đội đi xuống. Tinh thần của binh lính Nga có thể sẽ tồi tệ hơn nếu Nga bắt đầu mất vùng kiểm soát và Kherson là một khu vực tương đối lớn. Để thua tại Kherson, Nga sẽ mất một trong những thắng lợi rõ ràng nhất của mình. Ngoài ý nghĩa biểu tượng, miền Nam Ukraine còn là một khu vực kinh tế và nông nghiệp quan trọng. Các nhà máy điện và hồ chứa ở đây có khả năng cung cấp điện và nước sinh hoạt cho bán đảo Crimea. Để đề phòng nguy cơ thất bại như vậy, Nga được cho là đang điều một lượng quân đáng kể từ vùng Donbass ở miền đông đến miền nam Ukraine nhằm đề phòng kịch bản phía Ukraine phản công. Anton Kurinevich, quan chức Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay, mục tiêu cuối cùng của Ukraine vẫn là đẩy lùi Nga khỏi Crimea và Donbass. Song trong thời gian tới, họ vẫn đặt ưu tiên hàng đầu là giải phóng Kherson. Ông nói, điều quan trọng nhất lúc này là giành lại các khu vực ở miền nam của Ukraine thách thức với Nga và Ukraine. Chris Dorothy, thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho rằng điều tạo nên thành công cho một chiến dịch phản công là lợi thế về sức mạnh hoặc yếu tố bất ngờ. Ukraine hiện không có yếu tố bất ngờ. Các quan chức nước này đã kêu gọi thường dân trong khu vực sơ tán và họ thừa nhận rằng Nga đã tăng cường lực lượng phòng thủ ở Kherson để ứng phó với một chiến dịch phản công dù việc Kyiv phá hủy các cây cầu sẽ khiến cho nỗ lực này trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, tinh thần của các binh sĩ Ukraine có thể đã được củng cố trong những tuần gần đây. Nhờ hiệu quả của những khẩu pháo phản lực HIMARS, bên cạnh các hệ thống vũ khí hạng nặng khác đã giúp họ tấn công vào cơ sở hậu cần của Nga. Mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 4 tháng 8 cho biết, các thành viên của khối đang hợp tác chặt chẽ với các công ty quốc phòng để bảo đảm cho Ukraine có thêm nguồn cung cấp vũ khí và thiết bị để chuẩn bị cho chặng đường dài trong cuộc chiến với Nga. Nga đã phải hứng chịu những tổn thất đáng kể dù nước này không công bố số liệu về thương vong. Theo đánh giá gần đây của tình báo Mỹ, khoảng 75.000 lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. Ngoài ra, nhiều báo cáo cho biết tinh thần của binh lính Nga đã bị sa sút. Theo giới quan sát, Ukraine giờ đây cần quan tâm hơn tới những ủng hộ quốc tế dành cho mình và họ phải làm gì đó để thuyết phục phương Tây rằng Ukraine có thể giành thắng lợi trước Nga. Chiến dịch tạm chiếm Kherson, nếu thành công, sẽ là một bằng chứng thuyết phục. Thưa quý vị, mục tin nóng ngày 6 tháng 8 của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.